Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bí quyết luộc khoai lang mà giống như khoai lang nướng mà chúng ta lại ăn lại có thể giảm cân nhé, mà dễ ăn chứ không phải là khó ăn nếu mà chúng ta ăn mãi. Mình chỉ cần cho thêm một chút gia vị như một chút muối thôi là chúng ta ăn khoai nó sẽ không bị ngán và lại dễ ăn hơn. Và để giảm cân thì chúng ta sẽ ăn khoai như kiểu buổi sáng ấy, thì chúng ta có thể ăn khoai với một cốc sữa là chúng ta có thể có đủ năng lượng để làm việc cho buổi sáng rồi. Đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi ấy, thì chuẩn bị đến bữa trưa thì chúng ta hay ăn vào lúc 11 rưỡi. Mình ăn trước đó một tiếng đi, lại là một củ khoai nữa thì trưa chúng ta ăn với một lượng tinh bột vừa phải thôi, và với thức ăn là nó sẽ nhanh đầy dạ dày ấy, nó sẽ làm cho no lâu. Đến chiều khoảng độ 4 giờ tầm nghỉ giải lao buổi chiều, chúng ta cũng thể làm một củ khoai mình ăn. Là về nhà tối chúng ta chỉ cần ăn thêm một chút rau và các loại khác nữa là chúng ta có thể giảm cân một cách rất chi là hiệu quả mà khoa học, không phải mất nhiều thời gian của các bạn nhé, mà lại hiệu quả tuyệt vời luôn. Bây giờ mình với khoai này thì mình mua nó vẫn rất chi nhiều đất cát, và mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần khoai này nhé. Cho nước vào để mình rửa sạch cái phần khoai đây. Khoai này là khoai mới các bạn ạ, nhìn luôn lỗ chỗ như thế này ấy, mình cũng không nên là nó nhiều đất thế này, mình cũng không biết là hà hay không ấy, thì chút nữa mình sẽ gọt vỏ nó nhé. Nếu mà hà thì mình sẽ bỏ đi những cái chỗ hà nó đi ạ, vì cập cậy nó ăn cho nên là khoai nó cứ lỗ nhỗ chỗ như thế này. Rồi mình sẽ rửa lại sạch sẽ đi, sau đó thì mình mới gọt ạ. Khi khoai mình đã rửa sạch nhé, và bây giờ mình sẽ gọt nhé. Đây ạ, những cái phần chỗ lỗ chỗ này mình sợ nó hà đấy các bạn ạ. Đây, mình không phải nhé. Mình gọt nó sâu đi một chút. Và khi chúng ta gọt khoai ấy, thì chúng ta ngâm trong nước luôn thì nó sẽ không bị nhựa nhé. Hoặc là các bạn có thể luộc không phải gọt vỏ như nhé. Nên đây là mình sợ nó bị hà ấy, vì khi mình mua nó nhiều đất như thế nên là mình cũng không biết là nó hà hay không ấy, nên là mình mới phải ấy. Còn nếu mà nhiều lúc cũng củ hà nhiều ấy, chúng ta ngửi ấy, ta cạy móng tay ra cái chỗ hà ấy và mình ngửi thấy mùi hà ngay. Mình chia sẻ video này để các bạn muốn giảm cân ấy, thì chúng ta có thể giảm cân bằng cách này nhé, mà lại vẫn không bị là đói. Nhiều bạn giảm cân vì đói quá không thể chịu được ấy, thì mình ăn khoai như thế này thì rất chi là hiệu quả. Mà lại ăn khoai này rất chi là tốt cho tiêu hóa nhé, đường ruột các bạn ạ. Nhiều bạn như kiểu đi đại khó ấy, thì chúng ta có thể dùng khoai, ăn khoai này. Những người phẫu thuật xong ấy thì thường phải đánh hơi được ấy, thì mới được ăn uống, nên là khi ăn xong ăn ấy, được ăn ấy, thì chúng ta cũng nên ăn một củ khoai luộc hoặc một củ khoai nướng thì để cho nó dễ tiêu hóa nhé. Và chị em phụ nữ cũng thế ạ, nhất là khi vừa sinh xong ấy, như mình ngày xưa mới sinh ấy, vì trong dạ dày nó cũng chẳng có gì cả, rất chi là khó nhé, lâu lắm, hàng tuần ấy, có người hàng tuần cũng đi đại được ấy, thì nên là phải ăn khoai. Khi nó đi ấy, thì nó đỡ bị đau. Có thì nhiều người phải dùng cả thụt đấy ạ. Các con cũng vậy ạ. Nhất là các bé rất lười ăn rau củ quả. Chúng ta có thể luộc khoai theo cách này nhé, và làm cho các bé, kích thích các bé ăn thôi chứ không phải là để cho các bé giảm cân. Vì các bé ăn bình thường thôi thì cũng được. Vì mình luộc lên như này nó rất chi là thơm khoai. Mà bây giờ với nồi cơm điện thì bây giờ rất tiện, là nhà nào cũng có rồi. Chúng ta tranh thủ những lúc mà không nấu cơm ấy, thì chúng ta có thể được khoai này lên.
mình gọt như này để xem là có hài hay không, với cả tiện là để cho khi các con ăn ấy, thì các con có thể là dùng dĩa là con có thể xiên vào là ăn luôn, không phải bẩn tay, không phải bóc. Khi mình đã gọt khoai xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ sắp ra thành những khúc để mình luộc lên ạ. Vì luộc cả củ này nó sẽ to lâu chín thì mình sắp thành những khúc như này ra. Các bạn là chuẩn bị cho mình cái lõi lợp cơm điện và mình sẽ cho phần khoai vào để mình luộc nhé. Mình cho nước vào. Các bạn là cho nước gần gặp khoai cho mình là được ạ. Đấy, như thế này thôi. Đây là bí quyết để chúng ta luộc khoai ăn giảm cân mà không bị ngán nhé. Thì các bạn chỉ cần cho một chút muối vào. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra đi để mình luộc nhé. Cũng như nấu cơm bình thường thôi, các bạn cứ tập nấu cơm cho mình nhé. Đến khi nào khoai chín thì mình sẽ hướng dẫn tiếp, tức mình sẽ chắt nước này đi để mình cho khoai nó xém cháy đi sẽ ngon hơn ạ. Đây ạ, khi mình nấu nồi khoai nó sôi các bạn nhé, để các bạn cho nó sôi để cho nó chín, sau đó mình sẽ chắt cái nước khoai này đi nhé. Mình kiểm tra xem khoai chín chưa. Đấy các bạn, như vậy là chín rồi đấy. Mình sẽ chắt cái nước khoai này đi để mình làm cho khoai nó xém như kiểu là khoai lang nướng ấy ạ. Đây các bạn, mình chắt hết nước rồi nhá. Bây giờ mình lại dập bếp để nồi cơm để mình nấu nhá. Mình nấu cơm ạ. Đấy, một tẹo nữa thì nó được, mình dập xuống nhá. Mình dập xuống nút nấu ấy để cho nó thơm mùi khoai nó sấy xém nhá. Mình ngửi thấy mùi cháy của khoai như kiểu khoai lang nướng rồi các bạn ạ. Đấy, và bây giờ mình sẽ lật lên nhé. Đấy, nó sẽ bắt đầu xém xém rồi đấy ạ. Để thêm một chút nữa để cho nó vàng thêm ạ. Bây giờ mình sẽ lấy khoai lang ra để ăn các bạn nhé. Rất chi là ngon như thế này. Thơm quá. Mình là muốn ăn luôn đấy ạ. Và bây giờ mình lấy ra đĩa là có thể thưởng thức và mời các bạn cùng thưởng thức với mình ạ. Đây các bạn, khoai của mình đấy nhá. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức ạ. Rất chi là ngon như thế này. Đây các bạn, khi xong mình nấu lại nó xém như thế này nhé. Với đĩa khoai lang luộc mà giảm cân như thế này thì ai mà chẳng muốn ăn, và chúng ta ăn lại còn có tác dụng được giảm cân nữa thì rất chi là tốt luôn nhé. Các bạn thích hãy làm món khoai này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Và nếu mà các bạn muốn giảm cân hãy áp dụng phương pháp của mình thì chúng ta có thể giảm cân hiệu quả. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức. Khi chúng ta ăn vào bữa sáng ấy, hoặc là những lúc mà chúng ta ăn ấy, chúng ta có thể kèm theo với một hộp sữa, đều đầy đủ dinh dưỡng và lại dễ ăn nhé. Rất chi là ngon như thế này. Nó có độ ngọt của khoai
hơi đậm đậm một chút và cái mùi thơm của khoai lang hơi cháy xém như thế này nhé. Mình xin dừng video tại đây ạ, và mình mong các bạn có thể giảm cân một cách hiệu quả nhất nhé.